Cứ có tiền thì làm thôi. Mời anh qua đây. Anh ạ. Gì đấy? Dạ, em vừa gặp thằng Triều. Nó đi vào chỗ massage, đi với một thằng lạ hoắc. Vậy à? Vâng. Chú thấy nó lúc nào? Dạ, em vừa nhìn thấy nó xong. Thì chú đang ở đâu? Em đang trên đường về nhà. Ngu thế. Chú mày phải ở đó xem thằng Triều đi cùng ai, đang làm gì. Vâng, em biết rồi. Đến là nhục. Ngu dốt. Ai dạy cậu ra bẫy bắt cơm bò bò? Chuyện gì thế nhỉ? Mỗi ngày sử dụng nó chết. Tài vật không có nhân chứng không có. Mẹ nó kiện. Hả? À đúng rồi. Bọn nó kháo nhau là trưa nay đội án bắt một vụ. Chúng nó ném tăng vật xuống vực. Thế mà vẫn đưa người về. Chết dở. Chắc là đang rút kinh nghiệm. Hả? Mắt đã ngu. Không thu được hàng còn mang người về ăn vạ tôi à? Hả? Mẹ ngu lâu thế thì còn lâu mới chết nhá. Ông Lâm, vụ này ngon, ông để thối. Là do lỗi của ông. Ông chỉ non kém. Tôi không bỏ qua vụ này đâu nhá. Mẹ ông liệu một lo thả người đi. Còn nếu giữ lại xảy ra cái gì ấy, ông là người no đòn trước. Rõ chưa? Dạ. Nhưng mà sao lúc đấy anh lại bảo em là đưa tất cả chúng nó về phòng? Thế không đưa chúng nó về phòng, tao lấy cái gì mà chửi mày? Ngu thế. Ông đưa đi. Dạ. Bây giờ tất cả mọi người đều nghĩ ta đứng đằng sau vụ thằng Nguyễn làm đơn tố cáo thằng Hoàng. Mà bọn chúng nó dính bắt thằng Nguyễn để tìm chứng cứ khống chế lại anh mày. Bây giờ mọi người đều biết rằng tao chỉ đứng đằng sau không trực tiếp làm, mà nhờ bọn đệ tử làm. Mà chúng nó thừa biết chú là đệ tử của anh. Chúng nó sẽ không lần ra cái gì khi tao cương quyết vắn mặt kỷ luật chú. Hiểu chưa? Dạ, anh thật là cao kiến. Thế mà em không nghĩ ra, cứ buồn mãi thôi. Buồn cái gì? Không phải buồn gì hết. Chú ấy sẽ còn phải diễn tiếp sâu mấy bận nữa với anh. Anh cho phép chú từ giờ trở đi cãi anh bật lại tanh tách ấy, thậm chí phàn nàn nói xấu anh với mấy thằng ở trong đội. Rõ chưa? Dạ vâng ạ. Bên cạnh đấy phải tạo ra một dư luận để họ hiểu rằng thằng Vũ, thằng Thắng là đệ tử tay chân thân tình của anh. Thiên hạ rơi vào ma trận có thánh lần ra được không?
Anh thật là mưu cao. Mà cái việc thằng Nguyễn bị bắt ý, liệu nó có khai ra em không? Em cứ thấy lo lo. Dở ơi à, khai cái gì? Lần trước mày đã đe nó cái vụ ăn con Huệ mật rồi, đúng chưa? Vâng. Thế thì sợ cái gì? Bố bảo không dám khai. Nó là dân trong ngành tuột xích, nó thừa biết là phải làm cái gì có lợi cho nó nhận. Em cũng mong là vậy, nhưng mà tính khí của nó ngang ngạch lắm. Nhiều khi em sợ nó vẫn bập vào cái món kia, mất chất thôi. Non lắm, xanh lắm. Anh có chút quà gửi cho cháu. Dạ thôi anh ạ. Thôi cái gì, cầm lấy đi. Chú vất vả với anh nhiều trong thời gian qua rồi. Thần cậy cây đa cậy thần. Cầm lấy đi, rồi phắn. Ở đây lâu không tiện đâu. Dạ. Đi đi. Vâng, em cảm ơn.